ngoài cửa có sấm chớp. Trời mưa bão dữ dội như thế, mọi người đừng đi về nữa. Ở lại tăng ca hết đi. Doja, cậu giúp mọi người đặt đồ ăn. Chào mừng đến với thế giới quy tắc kỳ quái. Bản sao lần này là tà tự lâu kỳ quái. Nhiệm vụ cơ bản, có thể sống sót trong tòa nhà tà tự 7 ngày. Cảnh báo, trong thế giới những điều kỳ quái này, xin hãy thật cảnh giác. Đừng để bị nhiễm, đừng để bị nhiễm, đừng để bị nhiễm. Quy tắc loại 1. 1. Đồng nghiệp hùa theo nói chuyện với bạn. Chắc chắn sẽ không làm hại bạn, trừ khi cô ấy đeo chiếc kẹp tóc màu đỏ. 2. Trong một phòng làm việc chỉ có 3 người không làm hại bạn, trừ khi bạn bước vào phòng tài vụ. 3. Đừng uống cà phê đồng nghiệp đưa cho bạn. Cũng đừng mua cà phê cho đồng nghiệp. 4. Hãy chú ý đến những người sử dụng iPhone. Khoảnh khắc họ rời khỏi phòng làm việc thì rất đáng sợ. 5. Nhân viên không nằm úp mặt trên bàn làm việc để ngủ. Nếu như buổi tối thấy ai đó đang ngủ trên bàn làm việc, thì phải báo ngay với sếp. 6. Không được nói không với yêu cầu của sếp. Nếu không bạn sẽ mất việc liền đấy. 7. Sau khi tan làm thì hãy nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Nếu nhìn thấy người nào đội mũ, tuyệt đối không được nói chuyện với người đó bất kể là nam hay nữ. Sếp đang đi công tác. Nếu như nhìn thấy sếp trong phòng làm việc, thì phải báo ngay với phòng tài vụ. Lần đầu bước vào thế giới quy tắc kỳ quái này, tôi có hơi sợ. Lúc này đồng nghiệp ngồi cạnh bỗng quay sang nhìn tôi. Đô gia cậu có cảm thấy khó chịu không vậy? Tớ không sao. Khi tôi quay đầu lại trả lời cô ấy, nhìn thấy chiếc kẹp tóc trên đầu cô ấy. Quy tắc 1, người đầu tiên nói chuyện với bạn, chắc chắn sẽ không làm hại bạn, trừ khi người đó đeo một chiếc kẹp tóc màu đỏ. May quá nó không phải là kẹp tóc màu đỏ, nhưng lỡ may không phải chỉ là một chiếc kẹp tóc thì sao? Trong khi tôi đang suy nghĩ, Tiểu Vi mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc kẹp tóc màu đỏ. Mọi người nói nếu tôi dùng chiếc kẹp màu đỏ thì sẽ đẹp hơn. Để tôi đổi sang màu này. Khoảnh khắc Tiểu Vi tháo chiếc kẹp tóc màu xanh xuống, biểu cảm cô ấy vô cùng quái dị. Tôi cảm thấy ớn lạnh sau sống lưng. Nhiệt độ xung quanh rõ ràng đã giảm xuống. Đợi đã, ủa sao vậy? Có chuyện gì à? Thực tập sinh tháng trước cũng không muốn tôi dùng kẹp này. Nhưng sau cùng tôi thuyết phục được cậu ta. Cậu ta bảo tôi đeo chiếc kẹp màu đỏ là đẹp nhất. Lời vừa dứt, biểu cảm của Tiểu Vi càng đáng sợ hơn. Còn có thêm một mùi máu tanh nồng nặc. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng Tiểu Vi đã dùng tay bóp lấy cổ tôi. Bỗng trong lúc cay go này, tôi cố gắng gượng. Tớ giúp cậu đeo kẹp được không? Vẻ mặt hung dữ ban đầu của Tiểu Vi bỗng biến mất. Cậu đeo kẹp màu đỏ này là đẹp nhất. Để tớ giúp cậu đeo nào. Tiểu Vi cũng buông tay khỏi cổ tôi. Tôi không biết có vi phạm quy tắc một không. Tôi chỉ có cách là thứ thôi. Tôi giúp Tiểu Vi đeo chiếc kẹp tóc. Tiểu Vi đã trở lại với dáng vẻ đáng yêu ban đầu. Đẹp quá, cảm ơn nha. Đợi trước tớ mời cậu một cốc cà phê. Quy tắc 3, không uống cà phê đồng nghiệp mua cho bạn. Cũng đừng mua cà phê cho đồng nghiệp. Mà nó, phải chơi khó như này sao? Tiểu Vi nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của tôi liền hỏi, cậu không thích sao? Có thể đổi cà phê thành trà sữa được không? Đương nhiên là được, nhưng gần đây không có quán trà sữa nào. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thế là tôi lấy điện thoại ra và tìm quán trà sữa. Hả? Đến một quán cũng không có. Tất cả đều là quán cà phê. Cái thế giới quái quỷ này muốn chơi mình hay sao vậy? Bấy ở khắp mọi nơi. Sao hôm nay cậu kỳ cục thế? Cậu bị ốm hả? Không phải đâu. Hay là cậu xin nghỉ một hôm đi khám đi? Cậu như này làm tớ lo quá. Đùa gì vậy? Nhiệm vụ là phải sống sót trong tòa tả tử này trong 7 ngày. Nếu bây giờ xin nghỉ đi khám, thì không phải là trực tiếp đầu hàng à? Hơn nữa, nếu không phải vừa rồi, tôi ngăn cô ấy tự dùng kẹp màu đỏ để kẹp tóc, thì có lẽ tôi đã bị cô ta bẻ gãy cổ rồi. Tôi thực sự không sao. Được rồi, nếu cậu có việc gì thì hãy nói với tớ nhé. Tớ có thể giúp cậu. Nói xong thì Tiểu Vi bắt đầu làm việc của mình. Đương nhiên, cũng sẽ không quên gọi cho Đô Gia một cốc cà phê. Vào lúc này, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tôi bấm vào nhóm tin nhắn của văn phòng. 12 người còn lại trong văn phòng đều gọi cà phê. Lúc này tôi mới nhớ ra sếp đã dặn dò chúng tôi đặt cơm cho các đồng nghiệp. Quy tắc 6, không từ chối yêu cầu của người sếp. Nếu không bạn sẽ bị sa thải ngay lập tức. Tôi mở ứng dụng đặt đồ ăn, vô cùng thật thà đặt cơm. Tốc độ thời gian trong thế giới quy tắc nhanh gấp đôi so với thế giới thực. Không lâu sau, ngoài cửa vang lên một giọng nói, xin chào, vui lòng ra ngoài nhận đồ. Tôi ngồi ở hàng cuối cùng của văn phòng. Theo lý thường, đồng nghiệp ngồi cạnh cửa chắc chắn sẽ chủ động lấy đồ. Nhưng họ đều xem như không biết chuyện gì xảy ra, đặc biệt là hai người ngồi hàng ghế trước tôi. Màn hình máy tính thì không hề sáng, mà vẫn làm vẻ bận rộn, đúng là hai tên lười nhác. Hàng tới rồi, mau lấy hàng. Mà nó, sao không ra lấy vậy? Ép tôi phải tự mình đi lấy hàng. Lúc này, người giao hàng rõ ràng vô cùng tức giận và mất kiên nhẫn. Mấy đứa bên trong đâu hết rồi? Không có ai thì đặt làm gì? Làm tao mất công giao. Giờ phải đưa cho chó ăn. Có người, đợi tôi một chút. Tôi đến liền đây. Tôi nhận lấy hàng từ anh chàng shipper.
Tổng cộng có 13 hộp cơm trưa và 13 tách cà phê. Và có một cốc cà phê là của Tiểu Vi đã đặt mua. Trước mặt vượt qua được quy tắc một rồi. Tôi phát hiện Tiểu Vi sẽ không làm hại tôi. Sau đó kết hợp với quy tắc số 3. Đừng uống cà phê do đồng nghiệp mang đến cho bạn. Đừng đưa cà phê cho đồng nghiệp của bạn. Miễn là tôi không đưa cà phê cho đồng nghiệp của mình. Thì lúc này tôi sẽ không bị nhiễm bệnh rồi. Sau đó, tôi đưa đồ ăn đã đặt vào trong phòng làm việc. Tiểu Vi, cậu có thể giúp tớ một chút được không? Được chứ, cậu muốn tớ giúp gì nè? Tớ phát cơm giúp mọi người. Còn cậu giúp tớ phát cà phê nha, có được không vậy? Được, không thành vấn đề. Thế là chúng tôi tiến hành công việc. Phát một cái đã phát xong cơm cho tất cả mọi người. Sau cùng tôi thấy cốc cà phê trên bàn của mình. Cầm nó lên và nhấp một ngụm. Không hề động gì đến quy tắc. Quả nhiên tôi đoán đúng. Giữa quy tắc 1 và quy tắc 3 có thể liên kết với nhau. Với lại, sau khi đeo kẹp tóc cho Tiểu Vi xong, tôi đã miễn nhiễm với sự nhiễm bẩn của Tiểu Vi. Tạm thời vượt qua được một kiếp. Tôi đi vệ sinh xong. Và khi trở lại làm việc, tôi thấy phòng làm việc chỉ còn lại mỗi 5 người. Lúc này, cửa phòng làm việc của sếp bỗng mở ra. Sếp đi về hướng của cánh cửa. Tôi đứng dậy và bước nhanh đến trước mặt sếp. Cấp quyền đi ra khỏi phòng làm việc đầu tiên. Khi tôi ở bên ngoài nhìn vào trong phòng làm việc, vẻ mặt của mọi người đều trở nên vô cùng quỷ dị. Trong đầu tôi bỗng có một suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Có lẽ, tất cả đồng nghiệp ở đây đều không phải là người. Khi tôi đang đắm chìm suy nghĩ, thì sếp quay trở lại văn phòng. Sau đó tôi trở lại nơi làm việc của mình. Tôi bắt đầu quan sát đồng nghiệp của mình sắp xếp mọi thứ. Kẹp tóc đỏ, cà phê và iPhone, giám đốc làm việc ở phòng tài chính, nhân viên nằm ngủ trên bàn. Tổng giám đốc, mình có quá nhiều thông tin, nhưng những quy tắc này có lẽ sẽ có liên hệ nội bộ nào đó chăng? Chứ không phải sẽ tồn tại độc lập. Tôi phải tìm cách chứng minh. Lúc này bỗng có tiếng sấm nổ lên. Văn phòng chờ chìm vào bóng tối. Hóa ra là mất điện. Tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang đi tới nơi cầu giao. Nhìn những chiếc ghế trống trong phòng làm việc, quả nhiên có một nhân viên nằm trên bàn ngủ. Quy tắc 5, nhân viên sẽ không nằm dài và ngủ ở trên bàn làm việc. Buổi tối nếu thấy có ai đó đang ngủ ở trên bàn, thì hãy báo cho sếp. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi vị trí. Bóng người đó vẫn đang mò mẫm ở nơi cầu giao. Khi đi qua phòng làm việc của sếp, tôi lờ đi quy tắc số 5. Bước ra khỏi phòng làm việc. Những người khác nếu như ở trong tình huống thế này, sẽ không hề do dự mà tuân theo quy tắc số 5, đi và nói với sếp. Báo cáo sếp, có người đang ngủ ở trong phòng, nằm ngủ ở trên bàn. Cậu đuổi cậu ta ra khỏi phòng đi. Sếp nói xong và cúi đầu tiếp tục làm việc. Không để ý tới anh ta, bị thách thức, cậu ta thầm chửi một câu ở trong lòng. Bước ra khỏi phòng của sếp, anh ta đi tới sau lưng của người đó. Này, cậu đừng có nằm ngủ ở trong phòng làm việc này. Đi ra khỏi văn phòng, chỉ thấy bóng đen đó rất nhanh đã đứng dậy rời khỏi vị trí của mình. Sao cậu không có mặt, chơi trò gì vậy? Bóng đen bỗng từ từ hiện ra khuôn mặt của mình. Rồi từ từ bay đi, người được chọn nhìn vào bóng đen đó, ngu quan vừa rồi. Nhìn rất giống bản thân. Sau đó nghĩ lại, nhưng đã quá trễ rồi. Người được chọn bị nhiễm độc sau đó ngã xuống đất và tèo đời. Bây giờ tôi đang đứng trước cửa văn phòng. Quan sát những gì vừa xảy ra. Lúc này người quản lý bỗng bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Sếp dùng đôi mắt xanh đó nhìn ra phía bên ngoài phòng làm việc. Cứ thế tôi và sếp bốn mắt nhìn nhau. Một lúc sau, sếp bước đến trước mặt tôi. Cậu đã sẵn sàng chưa? Trò chơi bắt đầu rồi đấy. Sếp nói với tôi một câu vô cùng khó hiểu. Sếp quay lại và đi về phía văn phòng làm việc của mình. Cảnh cáo, điều kiện để kích hoạt nhiệm vụ ẩn cho người được chọn. Xóa bỏ các khu vực bảo vệ bị nhiễm. Lúc này ánh đèn trong phòng không ngừng nhấp nháy. Ngoại trừ Tiểu Vi và người đồng nghiệp ngồi gần ở cửa phòng làm việc nhất ra, thì tất cả mọi người đều nằm xuống bàn. Tôi bước vào văn phòng. Lúc này đèn đã không còn nhấp nháy nữa. Không khí có chút áp lực. Tôi dừng lại đứng trước cửa phòng làm việc của sếp. Cậu là người rất điềm tĩnh, tại sao lại như thế? Tại sao tôi phải sợ chứ? Cậu sẽ sớm bị nhiễm theo thôi. Tại sao cậu không sợ? Bị nhiễm sao? Ý ông là những thứ ở bên ngoài phải không? Người sếp bỗng liếc nhìn tôi, không có câu trả lời. Sếp cúi đầu xuống và làm việc. Sếp đoán rằng sớm hay muộn tôi cũng phải bước vào văn phòng của sếp, hoàn thành động tác đã được sắp đặt. Sếp đang đợi tôi vào phải không? Lúc này sếp vẫn không hề có động tĩnh gì. Tôi tiếp tục tiến về phía trước. Mở cửa phòng tài chính. Lúc này, sếp nói vọng ra từ phòng làm việc ngăn cậu ta lại.
Trong phút chốc, tất cả đồng nghiệp nằm trên bàn đều biến thành những bóng đen. Và đồng thời ngẩng đầu lên, nhưng họ không hề có mặt mũi. Chín bóng đen đột nhiên bước về phía phòng tài chính. Tôi nhanh chóng chạy ngay vào phòng, rồi tiện tay đóng cửa lại. Mọi bóng đen đều đứng chặn lại ngoài cửa. Người xem ngã xuống đất, ôm lấy ngực của mình. Vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt anh ta. Anh ta không ngờ rằng bị đô ra chơi trong một vố. Anh ấy không thể chịu đựng được nữa, liền nhấc điện thoại lên. Trong phòng tài chính tối om, nhưng điều đó không ngăn cản tôi sắp xếp lại những manh mối tôi đã thu thập được. Tổng cộng có 13 món phần cơm, trong khu vực văn phòng lại có 12 người. Bao gồm cả sếp vào nữa, thì có đúng 13 người. Điều đó có nghĩa là, trong phòng tài vụ và phòng tổng giám đốc không có người, nhưng điều 8 lại nói rằng tổng giám đốc đang đi công tác. Nếu bạn nhìn thấy anh ấy ở văn phòng, hãy báo lại ngay cho phòng tài chính. Và vừa rồi hành vi cứng bức của sếp đã vi phạm nội quy. Chỉ huy những bóng đen ngăn cản tôi vào phòng tài chính. Điều này chứng tỏ sếp đang còn lo sợ điều gì đó. Đột nhiên căn phòng bỗng sáng rực, nhưng không hề có một ai đang ở trong phòng tài chính này hết. Lúc này, hệ thống nhắc nhở lại vang lên. Quy tắc loại 2. 1. Bạn chỉ có một cơ hội. 2. Không được phép làm tổn hại bất cứ thứ gì có ở trong phòng. Vào lúc 6 giờ sáng, căn phòng sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối. Mật khẩu được giấu ở nơi mà bạn có thể nhìn thấy. Quy tắc loại 2 có vẻ đơn giản. Như thế thì mật khẩu rất dễ tìm và rõ ràng. Phải tìm nó trước. Rất nhanh, tôi đi qua tủ sách và thấy các tài liệu trên giá đều được đánh số. Lần lượt là 376850. Và mật khẩu của chiếc két sắt đó thì lại có đến 6 chữ số. Có rất nhiều tổ hợp gồm 6 chữ số. Tỷ lệ thành công rất khó ở lần thử đầu tiên. Chắc chắn là có điều kiện giới hạn gì đó khác. Sắp xếp mật khẩu. 5 giờ 40 sáng, tôi đã nằm ở đây lúc lâu. Mà trong vòng 5 giờ, tôi cơ bản đã lục tung hết căn phòng này rồi. Những đồ vật có liên quan đến con số, tôi đều không tìm thấy có vật nào. Tôi nằm trên mặt đất. Bây giờ chỉ còn lại 20 phút nữa. Ở điểm thứ 3 trong quy tắc loại 2, căn phòng sẽ bị bóng tối nuốt chừng lúc 6 giờ. Điều đó có phải dùng để giới hạn thời gian không? Nếu đúng thì nửa câu sau sẽ là căn phòng khi bị bóng tối nuốt chừng sẽ trở nên dư thừa. Chẳng lẽ nửa câu sau mới là điểm mấu chốt cần phải chú ý ư? Thời gian chỉ làm mọi thứ xáo trộn. Tôi lấy điện thoại ra, dùng la bàn để xác định vị trí của mặt trời mọc, vị trí hướng đông, sau đó vào những tài liệu để ở trên bàn thành một ống giấy tròn. Tắt đèn sau đó bật đèn pin trên điện thoại lên. Nguyên lý mô phỏng khúc xạ ánh sáng mặt trời chiếu vào bức ảnh. Sau khi thao tác xong, thì mật khẩu bỗng xuất hiện 6,7, 3,8, 0,5. Tôi không hề do dự mà nhấn mật mã. Chỉ với một nút tách, chiếc két sắt đã được mở ra. Bên trong chỉ có một phong bì màu trắng. Sau khi đọc xong, tôi đặt lại vị trí cũ. Nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành. Kích hoạt thăng cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ cơ bản ban đầu bị hủy, thay đổi thành nhiệm vụ cao hơn. Cảnh báo, hãy thoát khỏi tòa nhà tả tự này trong vòng 12 giờ. Cảnh báo, hãy luôn cảnh giác khi ở trong thế giới kỳ quái này. Đừng để bị lây nhiễm, đừng để bị lây nhiễm. Khi trời sáng, tôi liền mở cửa bước ra ngoài. 9 bóng đen treo lơ lửng trên không trung, còn sếp tôi thì ngồi ở một bên. Nhìn tôi với vẻ mặt nham hiểm, tôi nhìn ông sếp rồi nói, chúng ta cần thương lượng một chút không? Thấy đồ vật ở trong chiếc két sắt. Cậu vẫn muốn sống sót thoát ra ngoài sao? Bây giờ cậu chỉ có 12 giờ đồng hồ thôi. Dù có cho cậu gấp đôi thời gian, thì cậu đừng có mơ thoát được khỏi đây. Nói tự tin quá, đêm qua đau lắm phải không? Lúc này nhìn biểu cảm của sếp rõ là đang vô cùng cay cú và tức giận. Sếp nói với những bóng đen đó, hãy trông chừng cậu ta. Chưa cho đường sống, đừng để cậu ta ngỏm củ tỏi. Tôi lướt qua những tên bóng đen không hề có mặt đó, và dừng lại ở Tiểu Vi. Những điều này dường như không ảnh hưởng đến cô ấy. Hóa ra là cậu muốn gây sự chú ý với Tiểu Vi. Tôi khuyên bạn nên từ bỏ ý tưởng này càng sớm càng tốt. Những lời mà gã này đã nói tôi đều lờ đi, không quan tâm. Mãi suy nghĩ. Bức thư có một số quy định về liên quan đến những bí mật về quy tắc và thông tin của tòa tả tự này. Nhưng nhiều nơi đã bị người ta xóa bỏ rồi. Tôi nghĩ một số chuyện có thể liên quan đến Tiểu Vi. Người duy nhất có thể cứu tôi lúc này khả năng là Tiểu Vi. Tôi lấy ra chiếc kẹp tóc màu xanh. Cái này trước đây Tiểu Vi đã bí mật đưa nó cho tôi. Lời nói có thể giúp của cô ấy, rõ ràng là đang nói đến chiếc kẹp tóc màu xanh này. Tại sao chiếc kẹp tóc này lại ở trong tay cậu? Tôi không thèm quan tâm sếp, cất chiếc kẹp. Tôi muốn dùng cách của mình để vượt qua ai này. Tôi quay trở lại bàn làm việc của mình. Sếp, sếp chỉ dựa vào những tên bóng đen không có mặt mũi này. Thì có thể nhốt tôi lại sao? Sếp đoán xem tôi đã lấy được gì từ két sắt kia này.
Có nhốt được cậu lại hay không thử rồi mới biết. Tất cả xông lên trước cho ta, dưới mệnh lệnh của tên sếp đó. Chính con quái vật không mặt mũi này liền bắt đầu bao vây tôi. Tên ngồi ở vị trí đầu tiên không hề cử động miếng nào, cũng đã bắt đầu đứng dậy và bay lại về phía tôi đang đứng. Nếu làm tôi chết, các người cũng không biết những bí mật ẩn đang giấu trong két sắt. Sếp là người thèm muốn những thứ bên trong chiếc két sắt đã lâu. Theo quy tắc, anh ta cũng không thể nào đi vào. Anh ấy do dự, nhưng cái bóng đen ngày càng đến gần hơn. Tôi sẽ quyết sống với nó. Nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức lực lao về phía trước. Hai bóng đen có thể đi xuyên qua. Đoán đúng rồi, chính tên không có mặt mũi này không thể làm hại được mình. Lúc này sếp có chút hơi hoảng loạn. Liền nói, sao cậu vẫn không bị gì? Tôi chớp lấy cơ hội và lao nhanh ra cửa. Sếp nhìn thấy vậy cũng lập tức vội vàng chạy về phía cửa văn phòng. Chỗ tôi cách cửa chưa tới 2 mét, tôi ném cây bút qua. Sếp bỗng ngã xuống đất. Tôi nhân cơ hội và bồng tên sếp đầu hói gần 100 kg này. Ném mạnh ra phía sau. Vừa hay lại ném chúng vào cái tên kích hoạt vô diện. Cả hai cùng ngã xuống đất. Con quái vật không mặt mũi đó dường như phản ứng hơi chậm. Phải mất vài giây nó mới đứng dậy được. Tiếp tục hướng phía ngoài văn phòng và bay ra. Sau đó sếp đứng dậy, nói với Tiểu Vi một câu. Tầm nhìn của cô vẫn tốt như ngày nào nhỉ? Tôi bước ra khỏi văn phòng một cách nhanh chóng. Chạy ngay đến thang máy, tôi quay đầu nhìn lại một chút. Tên sếp kia không đuổi theo, ngược lại, con quái vật không mặt được kích hoạt này lại đi theo. Tôi nghĩ có lẽ đã thủ tiêu nguyên nhân giới hạn khu vực bị lây nhiễm rồi. Tôi liếc nhìn thấy con quái vật đó đang đến. Vừa hay cửa thang máy bật mở, tôi nhanh nhẹn chạy vào. Bỗng lời nhắc nhở lạnh lùng vang lên. Quy tắc loại 3, một thang máy chỉ chở tối đa 13 người. Nếu ở trong thang máy thì bạn sẽ được an toàn tuyệt đối. 2, bên trong tuyệt đối an toàn, trừ khi chỉ có một người phụ nữ trong thang máy. 3, thang máy số 1 sẽ chỉ dừng ở những số tầng chẵn mà thôi. Còn thang máy số 2 chỉ dừng ở tầng lẻ. Tất cả các tầng chẵn không có lối đi thẳng đến tầng 1. 4, xin đừng nói chuyện trong thang máy. Nếu ai đó gọi tên bạn trong thang máy, hãy dừng lại ở tầng tiếp theo ngay lập tức. 5, trong thang máy không thể chỉ có những người cùng giới với nhau. Nếu như có người cùng giới thì thang máy sẽ dừng ở tầng số 9. 6, mỗi chiếc thang máy trong cùng một tầng chỉ dùng được 2 lần. Vui lòng không đi vào cùng một thang máy 2 lần liên tiếp. 7. Thang máy sẽ đồng thời bị hỏng hay phát sinh sự cố. Nếu thang máy hiển thị bị lỗi, vui lòng đi sang thang máy khác. Có một dòng chữ màu đỏ được viết bên trong thang máy. Tôi quay đầu nhìn thấy bóng đen đang ngày càng gần hơn. Liền nhanh chóng lao tới thang máy số 2 và nhấn nút. Cửa thang máy vừa mở, tôi lập tức lao vào. Đứng sát ngay cửa thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, bóng đen vô cùng vi diệu, bỏ qua định luật vật lý, lạng lách đánh võng và lao vào, đâm trúng người tôi. Quy tắc 2, trong thang máy tuyệt đối an toàn. Trừ khi chỉ có một người phụ nữ trong thang máy, bóng đen trong phút chốc đã hóa thành khói. Sau đó biến mất, tôi nhanh chóng nhấn nút tầng 3. Rồi tôi nhìn thấy một tia sáng đỏ. Khi tôi quay đầu nhìn lại, phía sau tôi xuất hiện một chữ số 7. Aiya, quy định nhiều đến mức khiến tôi đau đầu. Chữ số 7 này, tôi đoán đó là số lần mà tôi vẫn có thể đi thang máy. Số thứ tự tầng mà thang máy có thể đi tới là 35791. Quy tắc chắc chắn sẽ không dễ dàng để tôi lên được những tầng này. Cộng với giới hạn 7 lần, thang máy số 2 chắc chắn có nhiều sự giới hạn. Làm sao để dùng thang máy ít nhất và tìm được thang máy số 2 đi đến tầng 1? Đó chính là điểm khó khăn thứ hai. Trong nội quy luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của thang máy số 2. Có khi nào là đang che đậy điều gì đó không? Lối thoát hiểm không xuất hiện trong nội quy. Có thể lợi dụng điều này, thang máy lên tới tầng 3. Sau khi cửa thang máy mở ra, thì bên ngoài trời đã tối rồi. Chỉ có tia sáng của ánh điện khẩn cấp. Tôi định dùng đèn pin điện thoại, thì phát hiện điện thoại không cánh mà bay từ lúc nào. Cái thế giới kỳ quái này cũng kỳ quặc quá rồi. Tôi bước ra ngoài xem xét tình hình. Không phát hiện điều gì bất thường, xin hãy lập tức rời khỏi thang máy. Hãy rời khỏi thang máy ngay lập tức. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, đi đến bức tường trước mặt. Toàn là ảnh của gái xinh, làm khuôn mặt của tôi đỏ bừng. Tôi nhìn xung quanh, không tìm thấy cầu thang thoát hiểm ở đâu. Một giọng nói khó chịu cất lên. Tôi nhanh chóng nhấn nút thang máy số 2. Miễn là ở trong thang máy số 2, thì có thể đi thẳng xuống tầng 1 luôn. Cửa thang máy vừa mở ra, những âm thanh khó chịu đã biến mất. Hương thơm quyến rũ tỏa ra. Khi tôi nhìn kỹ, bên trong toàn là người chen chúc nhau. Tôi không thể khống chế mà tiến về phía trước. Tôi vừa bước vào,
Một cơn ớn lạnh liền ập đến, tôi đột nhiên tỉnh lại. Tôi cẩn thận đến số người ở trong thang máy. Không hơn, không kém, chính xác là 13. Quy tắc 1, nếu trong thang máy đã có 13 người rồi, thì xin đừng đi vào thang máy nữa. Mà nó, tôi suýt nữa là tèo đời rồi. Tôi nhanh chóng ra khỏi thang máy. Nếu như mà phải vào, nếu như bước vào nữ nhì quốc, thì mình khó mà đi ra. Khi tôi nhìn vào bên trong thang máy lần nữa, tất cả đều đã biến thành những bộ xương khô. Theo quy tắc 6, mỗi thang máy sẽ chỉ mở 2 lần trên cùng một tầng. Nếu như lát nữa thang máy số 2 vẫn có hiện tượng bất thường, tôi chỉ có thể dùng thang máy số 1 mà thôi. Mà thang máy số 1 chỉ được dừng lại ở những tầng có số chẵn. Và có 2, 4, 6, 8, 10 tầng để mình có thể lựa chọn. Tôi cứ thế mà tự nói chuyện một mình. Cửa thang máy cuối cùng cũng đóng lại. Một lúc sau, thang máy lại mở ra. Bên trong không còn nhiều phụ nữ như lúc nãy, chỉ có Tiểu Vi. Đi thôi nào, đi cùng với tớ, tớ có thể giúp cậu. Tại sao Tiểu Vi lại ở trong thang máy? Dù Tiểu Vi có địa vị đặc biệt, nhưng không có lý do gì để giúp đỡ mình. Cậu không tin tớ, mọi người đang rất tức giận. Cậu quên ai đã giúp cậu khi ở văn phòng rồi à? Không phải, chỉ là tôi quá ngạc nhiên. Được rồi, lên nhanh lên nào. Thời gian có hạn, nếu chần chừ thêm nữa thì sẽ muộn thật đấy. Nhưng tớ sợ nếu cậu giúp tớ, cậu sẽ vi phạm nội quy, nên là không cần đâu. Đô ra, cậu có phải là đàn ông không? Tớ không sợ thì cậu sợ cái gì, lê mà lê mề quá. Khi tớ nhấc chân tiến về phía trước, quy tắc 2, trong thang máy tuyệt đối an toàn. Trừ khi chỉ có một người phụ nữ trong thang máy. Khi tôi đến cửa thang máy, tôi bỗng dừng lại, nhanh vào đây đi. Thang máy sẽ đóng cửa nhanh thôi. Cậu không phải là Tiểu Vi, cậu là người được chọn. Tiểu Vi trong phút chốc cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Không, tớ là Tiểu Vi mà. Nhanh đi vào đi, tớ xin cậu đấy. Cậu vào nhanh đi, tớ biết tầng nào mới là tầng mà cậu cần đi. Cậu cũng đang thực hiện nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ thất bại, thì cậu sẽ tèo. Sau khi nghe lời nói của tôi, cô gái bỗng hoa lên rồi bật khóc. Rồi ngồi thụp xuống đất. Miệng của cô ấy không ngừng gào khóc, nhưng lại không có âm thanh. Rõ ràng đã bị một thế lực nào đó chặn tiếng. Có phải cậu ấy đang nói cho tôi biết tầng tao cần đến? Nhưng tôi không đọc được khẩu hình miệng. Sau đó cửa thang máy đóng lại. Hai cơ hội dùng để mở cửa thang máy số 2 đã bị sử dụng hết. Tôi đi bộ đến thang máy số 1. Đúng như tôi đoán. Thang máy 1 đi rất êm, không có chướng ngại vật. Rất nhanh đã đi tới tầng 8. Thang máy khi mở cửa ra thì cũng giống như ở tầng 3. Đều là một màu tối đen. Tôi đi ra khỏi thang máy. Ai vậy? Hai người này cũng là người được chọn sao? Tôi thử dò hỏi một chút. Rồi nói, hai cậu cũng là người được chọn à? Vâng, tên tôi là Chí Pheo. Cậu đi ra từ tầng nào vậy? Tầng 3, cậu nói trước đi. Tôi đi xuống từ tầng 9. Còn cậu thì... Tiểu Hồng rất đáng ngờ. Tầng 2, lúc đó tớ đi quá vội vàng, không chú ý đến các quy tắc. Được rồi, chúng ta đã giảm đi một đối tượng loại trừ. Ôi, tôi nghi ngờ rằng trong thế giới kỳ quái sẽ không để chúng ta có được một món hời lớn như vậy. Tôi muốn xem những con số ở phía sau của mọi người. Chí Pheo và Tiểu Hồng quay người lại. Tại sao nó lại biến thành 4? Về mặt logic, phải là 6 mới đúng. Điều đó có nghĩa là mỗi chúng ta chỉ còn một cơ hội. Cả ba chúng tôi đã thảo luận. Chí Pheo đã lên tầng 2, Tiểu Hồng đã lên tầng 9, và tôi đã lên tầng 3. Từ thang máy số 2, chia nhau ra và đi kiểm tra 3 tầng 5, 7, 11. Nếu như ai đó không trở lại, nghĩa là người đó đã đi đúng tầng. Chí Pheo và tôi bước vào thang máy, lần lượt đi lên tầng 5 và tầng 7, và Tiểu Hồng đã lên tầng 11. Đến tầng 7 rồi, Chí Pheo bước ra khỏi thang máy, tôi tiếp tục lên tầng 5. Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Chẳng bao sau tôi và Chí Pheo đều xác nhận tầng mà chúng tôi đã đi không thể thông đến tầng 1. Thế là chúng tôi quay trở lại tầng 8. Thang máy vừa mở cửa, hai người họ lại đều xuất hiện một cùng lúc. Tại sao cả ba lại cùng quay lại tầng 8? Ai trong chúng ta đã nói dối? Tôi nhìn kỹ hai người họ. Oh no, tớ không hề có một chút may mắn nào luôn á. Ồ, người anh em, cậu bị sao vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư? Sao mọi người đều quay lại đây vậy? Tôi vừa ở trong thang máy, tôi đã gặp một người đã gọi tên tôi. Quy tắc, xin đừng nói chuyện trong thang máy. Nếu ai đó gọi tên bạn trong thang máy, hãy đi ra thang máy ở tầng tiếp theo ngay lập tức. Chí Pheo có vẻ rất căng thẳng, ngay lập tức hỏi, vậy cậu đi ra ở tầng mấy? Là tầng 10. Tôi suýt chút nữa đã đi ngang qua tầng 9 rồi. Đột nhiên có một người đi tới,
Ngay khi cửa thang máy đóng lại, tên tôi bỗng được gọi. Tiểu Hồng dậm chân tỏ vẻ khó chịu, bất mãn. Chí Phèo sau khi nghe xong thì vẻ mặt cậu ta có vẻ nhẹ nhõm. Rồi nói rằng, không sao, chúng mình vẫn còn cơ hội. Tôi im lặng tiếp tục xem họ diễn trò. Bây giờ chúng ta có thể chắc chắn rằng, tầng 11 là tầng mà chúng ta cần phải đi. Đúng vậy, lần này chúng ta cứ đi lên tầng 11 là được. Tầng 11 là tầng ta cần đến. Tiểu Hồng nói xong liền đi bấm nút thang máy. Khoan đã, chúng ta hãy nhìn vào những con số trên lưng của nhau. Đô ra, chúng mình không cần phải làm điều này. Chúng ta chỉ còn hai cơ hội mà thôi. Không, điều này vô cùng cần thiết. Cả hai người họ nói không lại tôi, nên chúng tôi đều quay lưng lại. Tất cả đều là hai. Vậy trước đó, tôi nói với mọi người chỉ còn lại một cơ hội. Là tớ đã đoán sai. Xin lỗi, tớ chỉ muốn chọn phương án an toàn nhất thôi. Tiểu Hồng nở một nụ cười. Sau đó đi lại và nhấn thang máy số 2. Một lúc sau, thang máy mở ra. Bên trong thang máy toàn là người. Ba người tôi có chút hơi hoảng, lập tức đến số người bên trong. Quy tắc số 11, trong một thang máy số người không được vượt quá là 13 người. Xin đừng sử dụng thang máy quá nhiều. Sao thế? Tôi không đếm ra 13 người. Cậu không đếm sai đúng không? Nói xong Chí Phèo bước tới cửa thang máy và đếm từng người một trong thang máy. Những người trong thang máy đều đã mất hết kiên nhẫn và nói. Không vào thì đóng cửa. Có vẻ chúng ta chỉ có thể đợi thang máy tiếp theo. Tôi luôn cảm thấy cách hành xử của Chí Phèo thật kỳ lạ. Nhưng không biết kỳ lạ ở đâu. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, Chí Phèo vội vã bước vào. Tiểu Hồng và trong phút chốc cảm thấy sửng sốt. Cậu ta đang lo lắng điều gì vậy? Chí Phèo chắc chắn đang còn che giấu điều gì đó. Chắc chắn anh ta đã nói dối. Tiểu Hồng có chút bối rối. Tại sao cậu ấy lại tách khỏi chúng ta? Lại đi một mình như thế? Anh muốn tự mình đi. Có lẽ không muốn chúng ta biết được tầng chính xác thôi. Nhưng ngay từ đầu cậu ta đã nói dối rồi. Hay đó chỉ là một ý nghĩ nhất thời? Tiểu Hồng càng bối rối hơn. Hai điều đó có gì khác nhau sao? Tất nhiên là có. Sự khác biệt là nếu cậu ta nói dối ngay từ đầu, thì tầng 9 chính là tầng mà chúng ta cần phải đến. Còn nếu là nhất thời, thì tầng 7 và tầng 9 đều có khả năng là tầng chúng ta cần. Tiểu Hồng rất tức giận sau khi nghe điều này. Dậm chân giận dữ. Để tôi suy nghĩ lại một chút những thứ diễn ra. Nhớ lại lúc khi bản thân mình gặp Chí Phèo. Đây là sự hồi tưởng lại. Đây là phương pháp ký ức tự tạo. Chỉ làm lãng phí năng lượng thôi. Tôi đã biết câu trả lời đúng rồi. Tôi đi tới và nhấn nút thang máy. Tiểu Hồng có vẻ hoài nghi về khả năng suy nghĩ của mình. Cậu giỏi vậy, chỉ cần ngủ một lát thôi mà đã biết rồi. Đây có phải là bói không? Tôi chợt cảm thấy bất lực. Tôi mỉm cười. Vậy tầng chính xác mà chúng ta cần đến là tầng mấy? Tầng 9. Bởi vì tầng 7 chính là tầng chính xác. Cậu ta sẽ không quay lại tầng 8 ư? Không, cho dù tầng 7 có là tầng chính xác đi chăng nữa, cậu ta cũng sẽ không quay lại. Như thế đã có thể ngăn chúng ta tới rồi. Sau đó để chúng ta nghĩ, tới tầng 7 và nhiệm vụ thất bại. Nếu như đã như vậy, thì làm sao cậu có thể biết được tầng 9 chính là tầng chính xác chứ? Cậu vừa nói, có ai đó đã gọi tên cậu trong thang máy. Và lúc đó Chí Phèo trở nên khá căng thẳng. Cậu ta sẽ lo lắng, cái tầng mà cậu đã dừng lại đó. Nó có thể chính là tầng chính xác. Vậy thì chỉ có thể là tầng 9 thôi. Tiểu Hồng có vẻ cảm phục. Não của cậu được làm từ gì vậy? Suy luận giỏi lắm, thang máy đã đến. Cửa từ từ mở ra. Tôi bước vào không chút do dự. Thang máy nhanh chóng đến tầng 9. Bên ngoài vẫn tối như khi tôi đến các tầng khác. Tôi đi ra ngoài và nhìn xung quanh. Tiểu Hồng nhìn xung quanh, quay lại và nhấn nút thang máy. Cậu ta đúng là quá hấp tấp rồi. Cửa thang máy mở ra, không có ai bên trong. Tiểu Hồng nhanh chân bước vào trong. Đợi cho đến khi Tiểu Hồng quay người lại. Nhìn tôi bối rối, tôi ra hiệu cho cậu ta nhìn tờ giấy dán bên trong. Bị gặp sự cố, thang máy này không phải vẫn dùng được sao? Và đây chính là tầng đúng. Thang máy sao lại bị trục trặc chứ? Đừng mạo hiểm, hãy đợi thang máy tiếp theo. Quy tắc 6, một thang máy sẽ chỉ mở 2 lần trên cùng một tầng. Vui lòng không đi vào cùng một thang máy 2 lần liên tiếp. Tiểu Hồng có chút sốt ruột, đập nhẹ vào tường. Phi lực, có phải chúng ta đã nhầm rồi không? Không thể nào. Tớ không muốn chết. Thang máy từ từ mở ra, có hai người phụ nữ đang đứng bên trong. Chúng tôi bước vào. Tôi nhìn vào nút bấm thang máy. Quả nhiên, chúng ta có thể đi tới tầng 1. Tôi ngã gục xuống. Khi Tiểu Hồng nhìn thấy vậy, cậu ấy lập tức dìu tôi. Tôi vẫy tay tỏ ý mình ổn. Hai người phụ nữ không hề có phản ứng gì. Như thế không nhìn thấy điều gì. Tôi nhớ ra điều gì đó có thể có ích với chúng tôi. Chỉ không biết rằng khi đi thang máy đến tầng 1, tôi vẫn có thể gặp Chí Phèo không? Nhưng không thể để anh ta đi qua cửa ai này. Để đảm bảo rằng chúng tôi có thể tới tầng 1. Đột nhiên trong đầu tôi nhảy số. Lợi dụng quy tắc 4. Quy tắc 4, vui lòng không nói chuyện trong thang máy.
Nếu ai đó gọi tên bạn trong thang máy, hãy dừng lại ở tầng tiếp theo ngay lập tức. Chỉ có cách này thôi. Tôi nhìn những con số đang nhảy trong thang máy. Đợi đến khi số trở thành 2, tôi bước nhanh đến chỗ người phụ nữ mặc đồ thể thao. Cởi mũ của cô ấy ra. Làm người phụ nữ này phải tức giận mà nhìn tôi. Đô ra. Tiểu Hồng bàng hoàng, không biết tôi đang làm gì. Nghe thấy giọng nói, lo lắng quay đầu lại. Tôi ra hiệu cho cậu ta im lặng. Sau đó chỉ vào những con số trên thang máy. Tiểu Hồng mới bình tĩnh thở phào. Âm thanh cảnh báo. Chúng tôi đã đến tầng 1 thành công. Mũ của cô rất thơm. Tiểu Hồng và tôi đã mỉm cười. Nghe tôi nói này. Từ bây giờ trở đi, đừng nói chuyện cho đến khi kết thúc nhiệm vụ. Cậu nhất định phải nhớ lấy điều này nha. Tiểu Hồng không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu. Trong thang máy chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn khẩn cấp. Hai chúng tôi thận trọng dò dẫm tiến về phía trước. Con đường mà chúng tôi cần đi dài tầm 10 mét. Phía trước không có đèn khẩn cấp. Tôi nhìn Tiểu Hồng. Anh ấy không hề sợ hãi chút nào, vẫn sẵn sàng tinh thần háo hức muốn thử. Chúng ta chỉ có thể sử dụng cánh cửa ấy làm điểm chuẩn, mỗi lần theo một hướng để xem như thế nào. Nếu có điện thoại ở đây thì tốt rồi. Chẳng bao lâu chúng tôi đã đi đến phía cuối đường. Bức tường có cảm giác gần giống như là silicone, nhưng nó không có nhiệt độ như silicone. Ranh giới phía trước giống như là một vòng cung. Sau đó chúng tôi quay trở lại nơi con đường ban nãy. Cả đi cả về phải mất khoảng 20 phút. Dựa vào diện tích 8 tầng có thể đoán được, sảnh ở tầng 1 sẽ không được rộng lắm. Vì thế chúng tôi đã đổi hướng, bắt đầu tìm kiếm từ bên phải. Khoảng một lúc sau tôi đã chạm vào bức tường bên kia và chất liệu của nó vẫn là silicone. Mặt tường vẫn cong như thế. Tôi đi dọc chân tường tiến về phía trước. Diện tích chiếm hơn 1.000 km². Mình phải chạm vào được cánh cửa ra. Nhưng đã có một chuyện cực kỳ kinh khủng đã xảy ra. Cái tường ngăn cách này không có điểm cuối. Giơ ngón tay ra đếm. Chúng tôi đã đi bộ ít nhất 2 giờ. Đừng nói là tòa nhà văn phòng. Ngay cả sân vận động lớn nếu có đi thì cũng đã ra được rồi. Chuyện gì thế này? Tôi ra hiệu cho Tiểu Hồng dừng lại. Thời gian dần trôi đi. Tôi cảm nhận rõ được phương hướng và sự phán đoán của mình đang dần bị mất đi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy cơ chứ? Lao ảnh hay là quỷ đả tường vậy? Lao ảnh hay là quỷ đả tường vậy? Để xác minh điều này, tôi tự tát mình một tát. Đau quá, tôi đưa tay chạm vào bức tường bên cạnh, nó vẫn ở đó. Vậy không phải là ảo ảnh, chẳng lẽ đó là quỷ đả tường? Là một nhân dân trong một thời đại mới. Nếu mình không du hành tới thế giới quỷ quái này, mình sẽ không bao giờ tin vào những điều kỳ quái xảy ra này đâu. Nhưng nói đi cũng nói lại, theo dân gian, nếu gặp quỷ đả tường thì phải như thế nào? Tôi nhìn xung quanh. Trời tối quá, có lẽ sẽ không sao đâu nhỉ. Sau một lúc, bóng tối bỗng mở dần, trên sàn nhà có một vũng nước. Không ngờ phương pháp này của là hữu ích. Đây là vị trí quầy lễ tân của nơi này. Nhìn ra thì có một người đang đứng ở đó. Dù cậu ta thành cho, tôi vẫn sẽ nhận ra, Chí Phèo. Cậu ta có vẻ bối rối. Có lẽ vẫn chưa hoàn lại hồn. Tiểu Hồng nhìn thấy Chí Phèo thì vô cùng giận dữ đến tóe khói. Nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm. Tôi liền giữ cậu ấy lại, lắc đầu ra hiệu cho cậu ta không được manh động. Cậu ta bỗng bừng tỉnh, thấy tôi và Tiểu Hồng, lập tức hét lên. Rồi cậu ta chạy về phía cổng không chút do dự. Đừng chạy qua đó, cái đó là giả thôi, không phải là lối thoát thực sự đâu. Cậu ta quả thật là đã dừng lại. Cậu ta quay lại nhìn Tiểu Hồng, phát hiện dù Tiểu Hồng tức giận, nhưng vẫn đứng yên ở một chỗ. Nên Chí Phèo mất cảnh giác, các cậu biết cửa chính xác ở đâu không? Tôi cười, tất nhiên là tôi biết. Chí Phèo thấy vẻ mặt kỳ lạ của tôi, lập tức thận trọng lùi lại một bước. Cậu ấy cũng cảm thấy có gì đó, rồi nhìn xuống chân của mình. Ôi chúa ơi, không, không thể như thế này được. Nhất định là cậu đã làm gì tôi thế này? Không được, cậu không thể làm thế với tôi. Tôi xòe tay, nhìn Chí Phèo đầy vẻ bất lực. Trời đất chứng giám, tôi không hề làm gì hết. Tiểu Hồng mình đi thôi. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.